Chào các bạn, tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua một mẫu nò nướng và một mẫu nò vi sóng Mà các bạn đang phân vân là không biết là lựa chọn một cái mẫu nò nướng và một mẫu nò vi sóng nào cho hiệu quả Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn một giải pháp Đó chính là một mẫu nò nướng kiêm vi sóng Cái điều thú vị ở đây là nó nướng bằng công nghệ nướng 3D Chúng ta không cần dùng đĩa quay và cái điều thú vị thứ hai là nó có tính năng bù ẩm. Với những ai mà đang nghiên cứu về các cái mẫu lò nướng và lò vi sóng thì các bạn sẽ biết được một điều rằng là với cái công nghệ nướng công nghệ 3D mà có bù ẩm thì đồ ăn của chúng ta sẽ rất là ngon nó không bị khô, đúng không ạ? Và với công nghệ 3D thì nó sẽ chín rất là đều. Đó không cần dùng đĩa quay. Đây là những công nghệ rất là tiên tiến. Và mẫu máy lò vi sóng kiêm nướng này là đến từ thương hiệu Hitachi hàng nội địa của Nhật Bây giờ chúng ta sẽ cùng khui thùng nó Xem là nó có cái gì thú vị các bạn nhé Đây Trước mắt chúng ta là một Mẫu nò nướng Kiêm nò vi sóng Đến từ thương hiệu Hitachi Mẫu này thì dung tích của nó sẽ là 31 lít Rất rộng rãi cho một gia đình 5 đến 6 người sử dụng thoải mái luôn các bạn nhé nó hơi lặng đấy hàng nội địa nhật mà lúc nào cũng thế rất là chắc chắn sau này bán sắt vụn có lãi trêu vậy thôi chứ còn nó làm rất là là cẩn thận khác hoàn toàn với lại các cái mẫu hàng à, phòng phành của trung quốc đẳng cấp nó vẫn là mãi mãi các bạn ạ đây trước mắt chúng ta là một mẫu nò nướng kiêm vi sóng hay là vi sóng kiêm nướng cũng được hàng nội địa của Nhật đến thương hiệu Hitachi. Nhìn ở phía bên ngoài thì chúng ta thấy là nó thiết kế rất là thời thượng, đẹp đúng không ạ, thẩm mỹ. Tại sao tôi lại nói đến cái điều này? Tại vì đa số nói về hàng nội địa Nhật chúng ta sẽ nghĩ là điểm thẩm mỹ của nó rất là kém. Thế nhưng mà ở cái mẫu nồi vi sóng này thì tôi thấy nó không hề kém các cái mẫu nồi vi sóng của hàng châu Âu đâu ạ. Về thiết kế rất là đẹp, kết hợp với gam màu đỏ đen thì rất là khỏe. Đấy là về phía bên ngoài thiết kế của nó thì cũng uh, gọn gàng, dung tích là 31 lít ở khu vực này chúng ta sẽ thấy là sẽ có bảng điều khiển để chúng ta lựa chọn nhìn bảng điều khiển này thôi chúng ta đã thấy thú vị rồi đúng không ạ rất nhiều thứ để cho đồ chơi cho chúng ta sử dụng đấy rất là nhiều món nó có 97 chế độ nướng khác nhau đấy nếu tôi nhớ không nhầm và có đầy đủ tất cả các tính năng ví dụ tính năng hẹn giờ đấy có khay nước bù ẩm ở khu vực bên dưới này đây water này chúng ta sẽ cho nước vào đây để chúng ta bù ẩm khi chúng ta bù ẩm thì các cái món chúng ta chế biến ra nó sẽ rất là ngon nó không bị khô các bạn ạ. Những khách hàng nào mà đã dùng cái nồi nướng này thì biết là cái tính năng tạo ẩm này nó cho ra cái chất lượng đồ ăn rất là ngon. Đây chúng ta cùng xem mấy khoang nội thất của nó này. Khi chúng ta dùng cái nồi vi sóng hay nồi nướng Việt Nam có một cái mà hơi bất cập đấy chính là cái vấn đề về vệ sinh của nó đúng không ạ? Nó rất là bám mỡ. Thế nhưng mà không. ở cái mẫu nồi vi sóng kiêm nướng này của Nhật thì chúng ta sẽ rất dễ dàng trong vấn đề vệ sinh. Đấy, trong cái khay này nó có nói là tráng cả bột kim cương ở đây. Sau này chúng ta mà có nghèo khó có thể cạo ra để đi bán để chúng ta sống qua ngày. Nói vui vậy thôi chứ còn cái vật liệu mà để sản xuất ra cái khay này của nó là hợp kim và rất là tốt. Và với cái việc là hợp kim tốt như vậy á thì chúng ta sẽ rất dễ trong vấn đề chúng ta đánh rửa và nó có kháng khuẩn các bạn ạ. Vì chúng ta để đồ ăn ở đây chúng ta nấu đun nấu đấy, chế biến á thì nó sẽ không bị vi khuẩn và cái điều hay là chúng ta có thể lấu hai đĩa được có một cái là rất là hay nó rất nhiều tính năng nếu mà hôm nay mà để mà đứng ở đây nói hết về tính năng của nó thì chắc là chúng ta phải nói chuyện với nhau cả ngày thế nhưng mà tôi sẽ có thể là giới thiệu các bạn có qua, qua một số tính năng hay thì ở trong cái nồi vi sóng này nó sẽ có ba con cảm biến một là cảm biến trọng lượng Đấy, khi các bạn để đồ ăn vào nó sẽ tự cân cái trọng lượng đồ ăn để nó đưa ra lượng thời gian và lượng nhiệt phù hợp để tiết kiệm điện và tiết kiệm thời gian của chúng ta Thứ hai là nó sẽ có cảm biến hơi nước và cảm biến nhiệt độ làm sao để hơi nước ở một mức độ vừa phải để không bị khô, cảm biến nhiệt độ ở mức độ vừa phải để chúng ta không bị cháy. Đấy là ba cái con cảm biến và với cái việc mà nó thiết kế đồng nhất giữa các tính năng của nó thì khi chúng ta chế biến đồ ăn nó sẽ rất là ngon. Đấy và dễ chế biến các bạn ạ. Đây rất là rộng rãi chúng ta nhìn này. Không cần đĩa quay các bạn nhé, công nghệ nướng 3D. Đấy, vi sóng 3D luôn rất là tuyệt vời đúng không ạ đây là cái clip mình như là đầu tiên tôi giới thiệu với các bạn về cái mẫu nò vi sóng này Đành rằng là tại kho nhật bùi huy đã bán những cái mẫu nò vi sóng này rất là lâu rồi đó trong năm 2024 này như tôi chia sẻ đấy thì tại kho nhật bùi huy sẽ cung cấp đến các bạn rất nhiều những cái mẫu hàng mới nguyên thùng và hàng lướt hàng trưng bày đã từ rất lâu rồi các bạn sẽ không thấy những cái chất hàng bãi tại kho nhật bùi huy nữa đúng không ạ tại vì sao ạ tại vì thôi thì cái cái mức sống của chúng ta đang đi lên thì cái uh, chất lượng đồ chúng ta cũng nên là uh, đi lên đúng không ạ? Tiền nào của đấy chúng ta chấp nhận, chi tiền ra nhiều hơn một chút Để chúng ta nhận lại những cái giá trị xứng đáng với đồng tiền chúng ta bỏ ra Nếu các bạn mà quan tâm về mẫu nồi bi sóng này Các bạn có thể là liên hệ với tôi để tư vấn Hoặc đến xem hàng tại kho nhật Bùi Huy ở số 15 ngõ 24 đường Hòa Công Việt các bạn nhé Xin chào và hẹn gặp lại